thì tương lai con em chúng ta trong chính cương của đảng viết dân tộc được độc lập, dân quyền được tự do, dân sinh được hạnh phúc. Trách nhiệm xây dựng này là của tất cả toàn xã hội chúng ta. Xong nói riêng hai gia đình chúng tôi, ông Hướng sinh hạ được cháu Mai Hương, ông Huyền sinh hạ được cháu Phúc. Các cháu sinh ra và lớn lên được hưởng thụ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình lao động và học tập, các cháu có biết nhau. Xong được hai gia đình cho phép, các cháu được tự do tìm hiểu. Các cháu lấy nhân sinh quan cách mạng làm cơ sở. Các cháu đã tìm ra tình thương và lẽ sống của con người. Các cháu thực sự thương nhau. Thương nhau về chân lý, quý nhau trên lập trường, biểu thị một tình thương giai cấp. Bởi vậy các bậc là cha là mẹ, đôi bên đều có trách nhiệm đắp nấm rồng cây chung. Vì lẽ ấy, ông bà Hương ủy quyền cho ông bà Huyền và Hồ Tuấn chọn ngày lành tháng tốt để kính mời các vị đại biểu tới đây ăn chầu uống nước và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Để đáp lại tấm lòng vàng ngọc ấy, chúng tôi xin phép được căn dặn các cháu mấy điều vui duyên mới, không quên nhiệm vụ